Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Lào Cai triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử. Học tập và làm theo gương Bác, những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5 đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới là Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tại đầu cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Về phía Trung Quốc có đồng chí Tống Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Thành Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc liên kết, hợp tác tạo thành vùng kinh tế phát triển giữa 4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc là xu thế khách quan tất yếu nhằm khai thác tối đa hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Với vị trí là trung tâm kết nối dọc hành lang kinh tế và kết nối ngang Đông Tây, Lào Cai đã phát huy tốt vai trò cầu nối, mở ra không gian phát triển rộng lớn và đầy tiềm năng. Trên cơ sở phân tích những điều kiện thuận lợi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong thời gian tới. Tích cực triển khai hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan đảng, tổ chức đảng các cấp, tích cực triển khai hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, vân vân. 2. Khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức, mặt trận tổ quốc, chính hiệp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, hội chữ thập đỏ và nhân dân các tỉnh nhằm tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tỉnh ủy các tỉnh, thúc đẩy chính quyền và các ngành, các địa phương triển khai hợp tác thiết thực, hiệu quả trên một số lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Đào, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao việc hai bên tổ chức hội nghị lần này, đồng thời mong muốn thông qua hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Kết thúc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy các địa phương hai bên đã nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo các tỉnh, phát huy tốt vai trò của cơ chế phiên họp nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc và các biên bản phiên họp của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc. Tại hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản hội nghị giữa Bí thư 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sáng ngày 18 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, công tác nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Sau 3 lần hiệp thương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức 866 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tại Lào Cai, công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức. Kịp thời, đã chỉ đạo các địa phương ấn định và công bố danh sách các đơn vị bầu cử. Số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu cử mỗi đơn vị theo đúng quy định. Công tác chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, y tế, phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Trong thời gian từ nay đến khi diễn ra bầu cử ngày 23 tháng 5, đồng chí Chủ tịch Quốc hội,
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bổ sung các phương án tổ chức bầu cử cho người nghi nhiễm COVID-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn, chủ động phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn và thành công cho cuộc bầu cử. Sáng ngày 18 tháng 5, tại hội trường Công an tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại buổi lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh trong triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cuộc bầu cử trong toàn lực lượng, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất về lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp làm tốt công tác phân luồng, điều tiết cử tri đi bầu cử tại các điểm bầu cử. Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc 5K, không để lây nhiễm bệnh dịch tại các điểm bầu cử. Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua các địa phương, ban ngành đã chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống tại các điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Theo kế hoạch, điểm bỏ phiếu số 1 xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên sẽ có 400 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên sẽ có 200 cử tri ở phía trong của bản Làng Đáp phải di chuyển qua cầu tạm Bắc trên suối để thực hiện nghĩa vụ công dân. Nếu mưa to kèm theo lũ thì các cử tri không thể di chuyển về vị trí quy định để bỏ phiếu. Các phương án nhằm đảm bảo an toàn giúp công dân hoàn thành nghĩa vụ của mình đã được Ban bầu cử xã Nghĩa Đô chuẩn bị chu đáo. Ban chỉ đạo cũng như là Ủy ban bầu cử đã xây dựng một hòm phiếu lưu động và có tổ bỏ phiếu tại điểm bản đáp. Nếu mà lụt bão xảy ra thì nhân dân sẽ chủ động bỏ phiếu tại đó. Sau khi bỏ phiếu xong thì sẽ niêm yết hòm phiếu và vận chuyển về xã. Huyện Bảo Yên có 93 đơn vị bầu cử và 106 tổ bầu cử, trong đó có khoảng 7 điểm bỏ phiếu cử tri có thể gặp khó khăn trong quá trình di chuyển khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, lũ ống, lũ quét xảy ra. Vì vậy, Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan chuyên môn huyện Bảo Yên đã lên phương án để đảm bảo mọi cử tri đều được bỏ phiếu. Các cái tổ đội nòng cốt, tổ đội xung kích trong cái công tác phòng chống thiên tai và kích hoạt ngay để phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo nếu như trường hợp thiên tai có thể xảy ra ở một cái điểm bầu cử nào đó thì chúng ta sẽ có thể là sẽ không bị bất ngờ và sẽ có thể chủ động xử lý bằng các cái phương án đã chủ động trước. Song song với việc xây dựng phương án đảm bảo bầu cử trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các địa phương trong tỉnh cũng chủ động triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Tại huyện Bảo Thắng, huyện đã chỉ đạo tiểu ban an ninh kiểm tra đồng loạt 14 xã và thị trấn, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân. Đến giờ phút này thì qua báo cáo của tiểu ban an ninh thì các cái điều kiện mà tổ chức bầu cử về mặt an ninh trật tự thì tin tưởng là sẽ đảm bảo ổn định, không có vấn đề gì xảy ra. Riêng về phòng chống Covid thì hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo là yêu cầu các cái tổ bầu cử là thông báo cho cử tri là thực hiện cái giãn cách theo đúng khoảng cách, theo đúng khuyến cáo Bộ Y tế. Tại thị trấn Phố Lu, liên tục gần một tháng nay, ngoài đội quản lý trật tự đô thị, thị trấn đã thành lập 4 đội tự quản thường xuyên đi kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Nhà có 2 cử tri rồi, các cháu đã công tác hết rồi. Tôi sẽ thực hiện, hai gia đình, hai vợ chồng tôi sẽ đi bầu cử. Gia đình tôi cũng đã chấp hành đầy đủ các quy chế của nhà nước đã quy định về COVID. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới, lực lượng công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm, các điểm nóng trên địa bàn. Công an tỉnh Lào Cai cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị triển khai các cái phương án đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Sẽ triển khai các cái đợt kiểm tra lần thứ 2, lần thứ 3 ở các cái điểm, các cái tổ, các địa phương diễn ra bầu cử. Và
triển khai ứng phó với những tình huống phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có những phương án về phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố. Với sự thống nhất trong chỉ đạo, sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự là tiền đề để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra thành công. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả và công tác bầu cử diễn ra an toàn đúng các quy định của pháp luật, việc tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19, vận chuyển hòm phiếu phụ, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến nhà cử tri đang thực hiện cách ly. Bước 2. Tại nhà cử tri đang thực hiện cách ly, thành viên tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài nhà ở của cử tri, thông báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, phòng chống dịch trong bầu cử. Cử tri thực hiện khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, phát danh sách ứng cử viên, phiếu bầu, bút, thước cho cử tri. Cử tri nhận, ghi và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu và đưa lại thẻ cho cử tri. Kết thúc bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành thu dọn các vật dụng có liên quan cho vào túi đựng rác thải và thực hiện khử khuẩn y tế đối với hòm phiếu và các trang thiết bị khác có liên quan. Bước 3. Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu phụ đến nhà người cách ly khác để tiếp tục bỏ phiếu. Kết thúc đợt bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu và niêm phong thùng phiếu, sau đó vận chuyển về phòng bỏ phiếu. Lưu ý, sau mỗi lần bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử đều thay găng tay. Bước 4. Sau khi kết thúc bàn giao hòm phiếu, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 18 tháng 5, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai đã tiến hành chấm vòng chung khảo để chọn ra những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021 đã tới dự và chỉ đạo. Năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh nhận được 178 tác phẩm báo chí do các tác giả, đồng tác giả tại chi hội tham gia, tăng 58 tác phẩm so với mùa giải trước. Sau vòng chấm sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 47 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo ở 5 loại hình: báo in, báo ảnh, báo nói, phát thanh, báo hình, truyền hình và báo điện tử. Các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng đồng đều, một số tác phẩm được đầu tư kỳ công, tìm tòi tư liệu, gặp nhiều nhân chứng, nêu ra thực trạng, bất cập và giải pháp. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Lào Cai đã thống nhất lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người còn là biểu tượng cao đẹp về lòng nhân ái, yêu thương con người. Học tập và làm theo gương Bác tại Lào Cai, phong trào nhân đạo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chia sẻ với những người yếu thế trong xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hơn 20 năm về trước, chị Nguyễn Thị Đều đã may mắn thoát chết sau một trận ốm quái ác. Vậy nhưng nỗi bất hạnh của chị Đều cũng bắt đầu từ đó. Chân tay chị cứ dần teo tóp lại, không co giãn được. Những đau đớn về thể xác và mặc cảm tinh thần phần nào được xoa dịu bởi sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn. Cũng hỗ trợ để giúp đỡ, như là tiền, gạo, thức ăn, mì chính, tóm lại là nhiều thứ, em cũng kể được hết, em cũng nhớ được hết ạ. Các phong trào nhân đạo đã lan tỏa rộng khắp ở Kim Sơn. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ sửa và làm mới được 9 công trình nhà ở, hỗ trợ 6 xe lăn, tặng trên 5.000 suất quà cho các hộ khó khăn. Thời gian qua, thì Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo tất cả các ban ngành đoàn thể tập trung
kêu gọi vận động giúp đỡ được 3 hộ gia đình để xóa nhà tạm. Trong đó thì Mặt trận Tổ quốc là đơn vị chủ trì, còn lại thì kêu gọi thêm các cái đơn vị ở ngoài hỗ trợ vào để xây dựng. Và hiện nay thì đến thời điểm này thì cơ bản Kim Sơn đã xóa được nhà tạm. Năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động nhân đạo với tổng giá trị lên tới 44,89 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 75.000 lượt người. Toàn tỉnh hiện cũng có trên 40 câu lạc bộ, đội nhóm và cá nhân thường xuyên có hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách. Sự là các lần trước thì người ta sẽ khám tại các người dân sẽ đến khám tại các trạm y tế, nhưng mà lần này là có đặc biệt hơn thì trong với các cái chương trình chống dịch Covid của cả nước này thì chúng tôi sẽ đến từng hộ gia đình và khám. Thì nói chung là đến từng hộ gia đình thì đôi lúc nó có gặp một chút khó khăn, tức là ví dụ như những hộ không có nhà chẳng hạn thì chúng ta phải đi lại nhiều lần, nó hơi vất vả hơn một chút, nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của đoàn và của bản thân thì tôi thấy rất là vui. Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, các địa phương, các tổ chức, cá nhân của Lào Cai đang mỗi ngày nhân lên những việc làm ý nghĩa, nhân văn để cho tình yêu thương và những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống là xu thế tất yếu hiện nay. Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Với nhiều tính năng ưu việt, công trình nghiên cứu, cải tiến, dụng cụ và ứng dụng nội soi cắt Abidan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai của bác sĩ Vũ Quang Huy đã được ghi vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019. Sự thành công của công trình đã góp phần quan trọng vào quá trình điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. Cháu nó lúc còn bé là khoảng 2 tuổi thì nó cứ hay ho sốt xong rồi biếng ăn. Đến khi mà làm xong rồi thấy thành công. Cái tình trạng ốm mà để sốt về cái họng, cái tai mũi họng là không có, nó gần như không có. Đây là phần mềm học tiếng Anh trực tuyến Ostudy do tiến sĩ Lục Quang Tấn cùng một số cộng sự nghiên cứu thành công và đưa vào giảng dạy năm 2020. Phần mềm này với nhiều ưu việt, sử dụng thân thiện trên môi trường mạng với chi phí thấp, thu hút người học. Các cái quá trình luyện tập của các em thì đã đều được thống kê và cái kết quả học tập của các em nó được thông báo đến phụ huynh và đến giáo viên. Một cái điều đặc biệt nữa đó là cái phần mềm này thì các em có thể học ở mọi lúc, mọi nơi trên các cái thiết bị, đó là máy tính bảng, máy tính hay là điện thoại. Với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như công ty Apatit Việt Nam, hàng năm có rất nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được ứng dụng thành công, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Như sáng chế máy lọc ép thay thế máy lọc chân không lạnh, không chỉ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng tiền điện mỗi năm mà môi trường làm việc cho công nhân. Cái hoạt động khoa học, công nghệ và sáng kiến sáng chế nó không phải chỉ có ở một bộ phận mà nó có từ cái bộ máy lãnh đạo công ty trở xuống đến người lao động và người trực tiếp mà tham gia vào cái hoạt động sản xuất. Những cái sự quan tâm của lãnh đạo công ty thể hiện rất là rõ, ví dụ như trong những cái quy định, những cái cơ chế về khen thưởng. Các đề tài sáng kiến khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong thực tế cho thấy sự quan tâm của tỉnh với lĩnh vực này, khuyến khích sự sáng tạo của người lao động, tạo nên động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Lào Cai đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Các ngành các cấp và người dân đã nâng cao được nhận thức về vai trò của việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, coi khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Vì vậy, hàm lượng khoa học và công nghệ trong giá trị các sản phẩm đã được nâng lên, từ đó góp phần tăng năng suất lao động, tăng chất lượng, sản lượng hàng hóa, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực. Với những kết quả đạt được, thời gian tới công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sẽ tiếp tục được quan tâm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, khai thác, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngày 18 tháng 5, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên các tổ chức phục vụ công tác bầu cử. Trong đợt 1, toàn tỉnh có 58 điểm xét nghiệm sàng lọc và có 10.250 người sẽ được lấy mẫu test nhanh. Trong đó, thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng có số lượng người lấy mẫu đông nhất với trên 3.000 người. Tại các điểm xét nghiệm sàng lọc đều bố trí khoa học giờ lấy mẫu, đủ nhân lực và thực hiện nghiêm chỉnh quy định 5K. Theo quy định, các mẫu test nhanh có kết quả dương tính sẽ được cán bộ y tế lấy mẫu dịch hầu họng gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để xét nghiệm khẳng định bằng hệ thống Real-Time PCR. Việc lấy mẫu sẽ diễn ra trong 3 ngày. Dự kiến trong ngày đầu tiên toàn tỉnh sẽ thực hiện khoảng 10.000 test nhanh. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ Bắc Giang điều trị được tại chỗ các ca bệnh COVID-19 nặng, không phải chuyển lên các tuyến trên. Hiện tại, Bệnh viện Dã chiến số 1 Bắc Giang đang điều trị cho 165 bệnh nhân. Bệnh viện hiện có 137 y bác sĩ đang làm việc. Nguồn nhân lực chủ yếu là của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang chuyển sang, thiếu nhiều cơ sở vật chất, hệ thống xét nghiệm chuyên ngành COVID-19 không có. Tới đây, Bộ Y tế sẽ đặt cục khám chữa bệnh ngay tại Bắc Giang để giúp đỡ địa phương. Sẽ thiết lập phòng điều trị riêng giúp Bắc Giang có thể điều trị các ca bệnh nặng tại chỗ mà không phải chuyển lên tuyến trên. Các trang thiết bị bảo hộ, Bộ Y tế sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương để tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 5, tỉnh Lào Cai cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Lào Cai đi các tỉnh, thành phố có ca lây nhiễm COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế, gồm Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và ngược lại. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi đến các tỉnh, thành phố như Quảng Nam, Tuyên Quang, Đà Nẵng, bố trí hành khách không vượt quá 50% số ghế theo đăng ký phương tiện và không vượt quá 20 người một xe, đối với xe có sức chứa trên 40 chỗ. Hành khách ngồi giãn cách nhau một ghế ngồi, riêng xe khách giường nằm bố trí không quá 30 người một phương tiện, không áp dụng quy định này với xe giường nằm có khoang hành khách vách ngăn. Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi, yêu cầu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, chở tối đa 2 hành khách một xe, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, chở tối đa 3 hành khách một xe. Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các địa phương vùng cao đã được cải thiện. Diện mạo dân tộc và miền núi có nhiều khởi sắc. Trong sự phát triển chung ấy, phải kể đến sự đóng góp tích cực của những người có uy tín, nhiệt tình vì cuộc sống cộng đồng. Ông Tần A Liều, một bác sĩ ở xã Bản Qua của huyện Bát Sát, là một điển hình như thế. Dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn luôn cống hiến giúp đỡ người dân thay đổi nhận thức, biết quan tâm, quý trọng sức khỏe của mình và những người xung quanh. Hiện sức khỏe của chị Lò Mẩy Châu ở thôn Tả Ngạo, xã Bản Qua đã ổn định và trở lại với công việc thường nhật. Cách đây không lâu, khi bị ốm, chị đã không đi chữa mà mời thầy cúng tới nhà giải hạn. Biết tin, ông Tần A Liều đã tới thăm hỏi và kiểm tra, xác định đây là bệnh viêm tai giữa rất nặng và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nên khuyên chị đến bệnh viện chữa trị. May quá vì nghe bác Liều mà tôi đi bệnh viện chữa thuốc. Nếu cứ ở nhà cúng thì không thể nào khỏi được. Giờ tai tôi bình thường như trước rồi. Cảm ơn bác Liều nhiều lắm. Ở thôn Tả Ngào này, bây giờ ai ốm đau cũng nghe bác Liều bảo đi khám chữa hết, không ở nhà cúng nữa. Từng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát, ông Tần A Liều được bà con tín nhiệm bình bầu là người có uy tín. Với kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Liều luôn giúp đỡ tuyên truyền người dân ở đây thay đổi nhận thức, biết quan tâm, quý trọng sức khỏe của mình và những người xung quanh. Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, rồi bằng những cái thực tế, rồi là tiếng phổ thông, lồng ghép vào, tuyên truyền cho bà con để hiểu, nắm bắt được cái sức khỏe của mình. Vì thời buổi này nó rất là nhiều cái bệnh tật. Quanh năm là dịch giá gia súc gia cầm rồi là bệnh tật của con người. Ông luôn đi đầu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, rồi chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhất là đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thì ông luôn tuyên truyền cho bà con nhân dân cách vệ sinh nhà cửa. Ngoài ra thì ông cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. Nhờ những đóng góp đó, ông Tần A Liều đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-36 độ, độ ẩm trung bình 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-36 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 19-26 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Sáng ngày 18 tháng 5, 50 tấn vải sớm đầu tiên của Hải Dương đã bắt đầu được vận chuyển xuất đi Singapore, Malaysia và Nhật Bản. Vườn vải sớm được chọn thu hái đầu tiên được cấp mã số vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu thuộc xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà. Toàn bộ sản lượng khoảng 500 tấn quả đã được hai doanh nghiệp đặt mua để xuất khẩu và đưa lên các sàn thương mại điện tử. Bộ Công Thương cũng cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả để thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam và Tây Australia. Đối với các bang còn lại, Thương vụ đang tiếp tục kết nối giao thương căn cứ vào tình hình vận chuyển. Giải chạy ảo với chủ đề Chạy để sáng tạo là một hoạt động do Bộ Khoa học và Công nghệ phát động nhằm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Khác với các giải chạy truyền thống, giải chạy ảo không cố định đường chạy. Runner cũng không cần bỏ chi phí để đăng ký tham dự. Giải mở đăng ký từ ngày 13 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6. Sau khi lựa chọn cự ly và đăng ký thành công, runner có thể chạy ngay và ghi nhận kết quả từ 0 giờ ngày kế tiếp. Mỗi người có 21 ngày để nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra, thể hiện quyết tâm thực hiện thông điệp chung của giải chạy khỏe mạnh là yêu nước. Không bị bó buộc vào không gian, runner có thể chạy bộ ở bất cứ nơi nào mà bản thân cảm thấy thích hợp. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam và đã trở thành hình tượng sáng tác của nhiều nghệ sĩ. Trong thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón xem những tác phẩm hội họa của các họa sĩ Lào Cai vẽ về Bác Hồ bằng tấm lòng, tình cảm, kính yêu đối với người. Những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25-38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25-32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 25-38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25-37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ 21-33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24-34 độ.
Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.